Nguyễn Xin tố mẹ Mai Phương khai gian chỗ mắt của con gái, tiết lộ thêm nhiều bí mật khủng khiếp. Nguyễn Xin cho rằng mẹ ruột của Mai Phương đang sử dụng tiền quyên góp của con gái để cưỡng ngược lại mình vì đã sử dụng hình ảnh khi chưa cho phép. Mới đây, liên quan đến những lầm rầm về việc tố cáo hành vi ngược đãi của mẹ ruột đối với cô diễn viên Mai Phương, Facebook Nguyễn Xin đã đăng một bài viết trên Facebook với nội dung cho rằng mẹ ruột của Mai Phương đang sử dụng tiền quyên góp của chính con gái để cưỡng ngược lại mình vì đã sử dụng hình ảnh khi chưa được phép. Với luận điệu vì muốn đưa sự thật ra ánh sáng nên Nguyễn Xin cho rằng việc sử dụng hình ảnh để tố cáo là không cớ gì phải xin phép mẹ Mai Phương. Ngoài ra thì Facebook này còn hùng hổ tuyên bố đang nắm trong tay nhiều clip người phụ nữ này quấy phá bệnh viện và sẵn sàng đăng lên bất kỳ lúc nào. Bài đăng này nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Nguyễn Xin thậm chí còn tiết lộ một số thông tin anh đang nắm giữ. Anh để lại một bình luận gây sốc dưới bài đăng. Mọi người có thực sự biết Mai Phương chết ở đâu không? Và mọi người có biết rằng bà ấy đã khai với công an, với chính quyền địa phương không trung thực về nơi Mai Phương mất hay không? Được biết thì theo những gì mà báo chí đưa tin dựa theo thông báo của gia đình, thì cố nghệ sĩ Mai Phương qua đời tại nhà riêng. Nhưng trong phần bình luận, Nguyễn Xin lại một mực khẳng định bà không cho nằm viện, đem về bỏ nhà trọ, Mai Phương mất ở đó. Giờ thử đem giấy chứng tử ra xem là bà ấy khai có đúng hay không là biết ngay. Thậm chí Facebook này còn nắm trong tay nhiều thông tin, bằng chứng để làm rõ những sự thật liên quan đến vụ việc này. Những chia sẻ của Nguyễn Xin càng khiến cho dân tình nổi sóng. Nhiều người tỏ ra thương cảm với hoàn cảnh của nữ nghệ sĩ Mai Phương lúc cuối đời và ủng hộ Nguyễn Xin nói ra sự thật. Ngày 28 tháng 3, nữ nghệ sĩ Mai Phương đã ra đi trong sự tiếc thương của anh em nghệ sĩ cũng như đông đảo khán giả. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi sự ra đi của Mai Phương, Facebook Nguyễn Xin đã đăng tải một đoạn clip có nội dung vạch trần bộ mặt của mẹ ruột Mai Phương, cho rằng bà đã đối xử tệ bạc với con gái trong những ngày cuối cùng. Sự việc này đã gây ra làn sóng chỉ trích cũng như tranh cãi trên mạng xã hội. Bị mẹ Mai Phương dùng chính tiền quyên góp cho con để khởi kiện, Nguyễn Xin dọa rằng sẽ đăng những clip vạch trần sự thật